tin có sẽ. Em thấy hôm trước thì cái kết quả thi của anh không được tốt lắm thì anh có thấy buồn không? Hey, anh cũng thấy bình thường thôi chứ đó là một sự cố thôi chứ cậu buồn thì mình chỉ dành cho một cái khoảnh khắc nào đó. Thế còn thường ngày vẫn sẽ phải sống vui vẻ chứ ngày nào cũng phải sống âu sầu và ủ rũ như thế. Xin lạc quan quá nhỉ. Thế bây giờ anh Duy, em nghe nói là trong phòng là anh rất hay là hát to không cho các bạn khác ngủ, có đúng không? Làm gì có. Chính xác đấy, có đúng không? Hát đúng giờ mà. Em nghe ngóng là sáng sớm anh hay hát trong vệ sinh đúng không? Chính xác đấy. Thì mình sợ ở đây thì mình sợ ồn cho nên là phải lên đó xuống đó hát thôi. Xuống đó hát cả ba. Chân tập quá. Anh đang làm gì với chiếc máy tính này vậy? Thì đang xem mấy bài, mấy người nó viết bình luận về bài hát cũng thấy hay nên cho nên mình đọc. Thì cái kết quả như vậy thì anh thấy là bạn nữ nào đã ngủ anh đầu tiên? Thấy các bạn vui thì đó cũng là một niềm vui của anh, thì tất cả các bạn đều cho anh được cái sự lạc quan như là thế thôi. Thế rồi anh ở trên chỗ nhà anh á thì là anh ở một mình đúng không, trong một căn nhà rất rộng đúng không? Anh thường ở một mình, thích hay là ở một mình. Thế nên đây phải ở chung mọi người, giường bé này anh có thấy bất tiện không? Sao lại bất tiện được, mỗi người được một cái giường. Thì các bạn thì ai cũng sống, gọi là phải sống chung thì đó cũng là anh cũng tập quen với cái lối sống như thế này rồi, chẳng có vấn đề gì bất tiện. Đó có phải là cái lý do mà anh thường hát rất là to trong nhà đúng không? Vì mình sẽ ngửa mình đúng không? Anh nghĩ đó cũng là một cách để mà tạo cái sự tự nhiên cho các bạn. Thì anh cũng muốn là trong một tập thể thì các bạn cũng mình anh cũng mong là tất cả các bạn cũng có thể chấp nhận được, mặc dù là hơi khó chịu một tí tại vì mình sống trong tập thể thì phải thông cảm cho nhau một chút. Okay. Thế anh Duy gì nhỉ, em nghe nói là anh Duy thì ở trong phòng là ít nói chuyện với các bạn, mà em cũng để ý là mọi người cũng nói lại với em là anh Duy rất là ít khi nói chuyện tâm sự một ai đấy riêng biệt, thì tại sao lý do là như thế nào mà anh lại không thân thiện bằng các bạn khác ngoài đồi? Anh thì tính của anh rất là trầm tính, cũng ít nói chuyện lắm. Đôi khi thì các bạn dẫn chuyện trước hay là gì, có chuyện vui thì anh thường nhào vô thôi. Còn bình thường thì anh ít nói chuyện, vẫn ngồi như thế. Mà em thấy anh còn không có một thói quen không giống các bạn nữa là anh không bao giờ chụp ảnh tự sướng đúng không? Thói quen của anh là vậy rồi, trước giờ anh chưa bao giờ tự sướng cho mình. Thì anh vẫn giữ như vậy thôi. Bây giờ để giúp được anh một chút thì chúng ta sẽ thử một cái tạo dáng ảnh tự sướng cho em và anh để xem là anh có năng khiếu đó không nhá. Em sẽ đếm 1, 2, 3, anh sẽ rơi một cái dáng lên. 1, anh nhờ mày quay đi. 1, 2, ạ. Yeah. Anh Duy thì trong miền Nam Idol thì anh thấy ai là thí sinh mà gây cho anh nhiều ấn tượng nhất? Thì mỗi các bạn thì tất cả các bạn đều có những cái tính cách riêng, có một người riêng biệt, những cũng ai cũng để lại ấn tượng cho mình. Anh Quân chào anh. Chào anh. Thế là nếu để nó một cái tên mà anh cảm thấy là ấn tượng nhất thì anh chào ai nhỉ? Anh Quân. Anh thì anh coi anh mọi người đều như nhau cả cho nên là ai cũng giống như ai cho nên là không ai lại không có ai mà ấn tượng xấu, cũng không ai ấn tượng tốt, ai cũng giống như ai hết. Vừa rồi là sinh hoạt các bạn nam trong một ngày nghỉ và chúng ta biết là một vài bí mật của các bạn ý. Hầu như các bạn chưa có người yêu trừ Tùng, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với cả một nhân vật đã tìm hiểu phòng nữ là Hồng Phước để xem là Hồng Phước đang có những tâm tư tình cảm gì nhá.